Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Trời đất ơi, buồn ơi là buồn, buồn như con chuồn chuồn luôn mấy bạn ơi. Hey, mấy bạn nhìn phía đằng sau lưng của Phong kìa, mấy bạn có thấy gì không? Hả? Trời ơi, không phải là Cairo với mèo Simmy đó bạn, mà là quá trời cá voi, cá mập, đồ tùm lum tùm la luôn. Hiện tại á, hiện tại bọn mình Phong cần Sammy, Simmy và Cairo, bốn đứa bọn mình đã bị mắc kẹt ở giữa một cái bãi biển. Hồi chiều nay mình mới xin phép dịch là cho bọn mình đi ra ngoài biển để tắm biển, xong cái bọn mình chèo thuyền sao chèo ra ngoài đại dương luôn bạn ơi. Trời ơi, trời ơi. Không có chèo đâu, lo mà đem tôi về nhà nhanh đó, bụng quá. Thôi bây giờ á, Phong cũng muốn về nhà lắm chứ, nhưng mà bây giờ mình biết về hướng nào đây? Nhìn xung quanh đi, đâu có chỗ nào mà chúng ta biết là về hướng nào, thấy không? Trời ơi, giờ sao đây? Bây giờ ông tìm coi, ông thử coi, ông dùng đúng tay đang cắt coi đi hướng nào đây nữa, tìm được sao? Nãy giờ bạn dẫn đường mà, nên giờ bạn dẫn đường cho mình về nhà đi. Bây giờ á, mình mà dẫn đường cho bạn dài là mình dẫn mấy bạn đi đăng xuất khỏi trái đất luôn á, chứ mình không biết đường nào đâu. Thôi được rồi, bây giờ á, chúng ta cứ gọi là người ta đi theo trái tim của chúng ta đi. Rồi chúng ta sẽ đi thẳng về phía trước đi, mình nghĩ là như thế á mọi người ạ. Đi thôi. Nghe theo con tim hay nghe theo lý trí hả? Trời ơi, trời, biết đi đường nào ấy trời. Bà biết sao mà tôi chọn hướng này không? Tại đi cái hướng bên kia là cá voi nó ăn thịt bà luôn á bà nội. Đó, mình phải đi hướng này cho nó an toàn. Rồi không, đi hướng này nguyên con cá voi trước mặt luôn. Thôi quẹo hướng này. Quẹo hướng này cho nó an toàn. Đi qua xe liền, quay xe liền. Tôi muốn về nhớ nhà. Mẹ quá. Tôi muốn về nhà để ăn KFC. Ôi, mọi người ơi, mọi người ơi, chúng ta được cứu rồi. Trời ơi, nguyên một hòn đảo phía trước mặt luôn. Ôi, trời ơi, mừng quá, trời ơi. Tôi cứ tưởng là tôi sẽ phải làm mồi cho cá mập ở ngoài biển rồi, chứ hóa ra chúng ta vẫn kiếm được một hòn đảo để sống sót. Trời ơi, vui quá. Trời ơi, đất liền. Lên bờ ơi, Simmy, lên bờ thôi. Trời ơi, mọi người ơi, tính ra nha, tôi ở dưới biển mấy tháng trời, giờ tôi chưa nghe được mùi đất, giờ tôi thèm, tôi ăn đất luôn. Nhầm. Trời ơi, không nãy. Giỡn, tôi chỉ muốn ngửi hai mùi thôi. Trời ơi, thơm quá, tôi nghe mùi biển rất riết là tôi sợ luôn, tôi thèm mùi đất luôn á mọi người. Ê mọi người, ui, ở trên đây có một số những cái ngôi nhà, hình như là đây là một ngôi làng hay sao nè. Bọn mình lên trên cầu cứu đi. Trời ơi mừng quá. Ê, trời ơi mừng quá, tôi phải lên trên đây, tôi mượn điện thoại, tôi gọi điện về cho anh Dịch để báo với anh Dịch rằng là chúng ta đang bị mắc kẹt ở trên một cái hòn đảo. Không thôi nha, là bọn mình sẽ vĩnh viễn ở đây. Rồi sau đó anh Dịch ở nhà, anh Dịch sẽ tuyển thêm 4 thành viên mới của Hero Team. Mọi người xin quên mình không cần Simmy, Kairon, Sammy là ai luôn á. Ui, cái ui, như này nè. Trời ơi, cái ngôi làng này có bộ hơi bị hiện đại nha. Nó có cả bánh, cái này ta gọi gì, máy bán bánh tự động nè, máy bán coca tự động luôn. Ghê vậy trời ơi. Ơ, xin lông coca đây, tôi xin lông coca. Ây, sao mà xin không cay vậy, kỳ vậy? Hình như nó bị hư rồi cay ơi. Cái này hư rồi, không có lấy bánh được. Trời ơi, cái máy vô dụng gì đâu luôn trời, có tí đồ ăn mà cũng không cho được nữa. Ê mà khoan, từ sáu ngôi làng này tôi nhìn thấy nó có mấy cái gì đốm đốm đỏ nè cay. Cái này là gì vậy? Ủa, này là gì vậy? Đá đỏ, không có gì đâu, cái này chắc là đá đỏ thôi à, chứ không có gì đâu. Ôi đi ơi, bây giờ bọn mình phải đi kiếm coi xung quanh này có ai không để bọn mình mượn điện thoại mới được. Bây giờ mọi người tản ra, mỗi người một hướng. Đi, nhanh lên. Có ai không, mở cửa, tôi vô tự vô nhà nè, có ai vậy? Ủa sao không có ai vậy ta? Ủa, gì kì vậy? À, bên này. Cái điện thoại 14 Pro Max cho mượn gọi chơi coi. Gì vậy Sam? Trời ơi, Sam này thiệt luôn á, người ta cho mượn điện thoại, gọi điện thoại là được rồi, em còn đòi hỏi iPhone 14 Pro Max nữa. Trời ơi, ông biết gì hết trơn à, trên đây là đảo, khó bắt sóng lắm, mình phải lấy điện thoại xịn xịn nó bắt mới được, đúng không? Ồ, hợp lý. Có ai có iPhone 140 không? Có ai có iPhone 140 cho tôi mượn với, có ai không? Có ai không, alo? Ủa, không, mọi người ơi. Không luôn á. Sao mà nguyên cái ngôi làng này không có một ai vậy trời, đen lúc đói bụng. Cái ơi. Wow. Đồ ăn nè, quá trời luôn. Ủa, sao nhiều đồ ăn vậy? Đó, xin con gà đây. Đó, xin cái hamburger. Cay. Tại sao cay lại làm như vậy hả? Trời ơi, cay có thấy ở chỗ này bây giờ đang có hai bạn nữ một mình cay ăn hết vậy hả? Đúng rồi. Ủa bạn, cái gì vậy? Mình chừa lại kìa, đó mình chừa lại cho nữ các bạn thấy hả? Chừa gì mà chừa, bạn bỏ lại cho mình nhanh lên, bỏ lại cho mình để mình phân chia. Bạn mình nói thiệt luôn á, bạn làm con trai vậy là mấy bạn fan nhìn thôi là mấy bạn fan sẽ đánh giá bảo rằng là trời ơi, anh cai con trai mà không biết ga lăng gì hết trơn á. Có bạn fan sẽ nói vậy, bạn hiểu không? Để lại cho mình nhanh lên. Hồi nãy bạn ăn gì? Mập gà quay nè. À, còn gà gì nữa quay.
hamburger đó bạn ơi, đây để mình lấy hamburger. Trời đất ơi, mình ăn lại ăn mà giờ bạn bắt mình nhả ơi, ra nè. Cái iron này thì không biết ra lăng gì hết trơn. Đây cái hamburger nè. Trời yêu. Bây giờ nha, giờ tôi phân chia này nè. Ở hiện tại ở đây đang có 5 món ăn: gà quay, hamburger, bánh kem, cái này là ngũ cốc nè, với lại pizza. Bây giờ tôi sẽ phân chia, tôi sẽ lấy ra, tôi phân chia cho thôi. Cai Don lấy mất, lấy ra phân chia nha. Đúng tui rồi, đó. Ông chia cho nó đều đều nha, tôi đói lắm rồi đó. Yên tâm đi, tôi đàn ông con trai mà. Tôi đàn ông con trai cho nên là tôi phân chia rất là tốt đó. Bây giờ nè, tôi nhường cho mấy bạn nữ cái hamburger với cái bánh nè, còn lại gà quay với pizza của Phong với Cai. Cai nhanh lên, nhanh lên. Ủa? Đúng rồi bạn ơi, rồi bạn tâm lý quá, bạn nhường lại hamburger chị em rồi. Biết sao không? Tại vì á là hai bạn là con gái, hai bạn sợ mập cho nên hai bạn phải ăn ít thôi, hiểu không? Nè, mấy bạn chỉ nên ăn hamburger với bánh kem thôi, còn lại đồ ăn nhiều bọn tôi ăn cho, nè, hiểu không? Xin mình nè. Cây cho xin củ cà gót nè, nãy cây mới ăn cắp được trong nhà người ta. Ăn đó, đó, lắm. Tôi cũng đói nhưng mà tôi ở đảo ở ngoài biển cũng đói vậy sao mấy ông cho tôi ăn đúng hai cái miếng nhỏ xíu kia thôi ạ. À? Wow, hamburger ngon quá bạn ơi. Trời ngon quá bạn ơi. Ăn. Hả? Sao? Mình ăn hamburger mình thấy nó kỳ kỳ sao á. Trời có gì đâu kỳ, mày không ăn để mình nhậm nhậm. Trời cái gì? Trời ơi, thấy chưa, ăn rồi sặc chứ gì. Khoan, hình như cái hamburger nhầm, cái này là cái pizza, hình như cái pizza nó bị hư hay sao, bị thiêu hay sao á. Từ từ tôi ngửi coi. Trời ơi, nó chua lè chua lét như con bỏ chét mà con ăn được hả? Ủa gì kỳ vậy ta? Ở trên một cái hòn đảo hiện đại như thế này, có cả máy bán coca, máy bán bánh tự động, mà đồ ăn lại để trên bàn để hư hết, còn ở trong nhà thì lại không có ai. Chẳng lẽ đây lại là một ngôi nhà hoang hay sao? Nhưng mà làm gì có chuyện đó được. Cái ngôi làng này nhìn còn đẹp quá trời quá đất rồi nè. Nhà hoang, mấy cái ngôi làng hoang thì nó bình thường thì nó phải tan hoang, nhìn nó phải gọi là xấu lắm chứ sao thế nào đẹp như thế này được. Đúng rồi. Á Phong ơi, sao tôi thấy cái làng nó sợ sợ sao ấy, không biết có gì không, không thấy sợ sợ à. Trời yên tâm đi Sam, Sam đừng có sợ. Bây giờ có Phong ở đây á, Phong sẽ bảo vệ cho Sam, không có con ma nào mà mập bằng Phong đâu, Phong sẽ tiêu diệt bọn nó cho Sam, yên tâm nha. Trời ơi, vậy luôn à. Bây giờ mình đi tìm dân làng đi mà mượn điện thoại mình còn gọi về cho anh Dịch chứ, đúng không? Được rồi, được rồi. Bây giờ ê đây đây, bên này nè. Tôi thấy ở bên này nó có một cái này gọi gì ta? Một cái cây cột tháp cái này là tháp hả? Ừ đúng rồi, một cái ngọn tháp nè, mình leo trên đây để mình coi có ai trên đó không. Ok, đứng lại nha mọi người. Nhảy đây, nhảy đây. Ôi, tôi cá chắc rằng là chúng ta sẽ phát hiện có một cái gì đó trên đây nè. Từ từ đứng ở đây coi có ai dưới không. Ủa, nguyên một ngôi làng mà không có ai cả. Gì kỳ ta? Nghe nó yên tĩnh, nó yên tĩnh, nó đáng sợ luôn mấy má. Ở trong đây cũng không có ai. Ủa, có cái rương nè. Ui, mọi người ơi, có một cái quyển sách trong đây nè. Hình như cái này là quyển nhật ký hay sao á. Tôi đọc thử coi. Nhật ký ngày 31 tháng 2, ngôi làng của chúng tôi đã bị một đám quái vật SCP tấn công. Hãy chạy đi khi còn có thể. Ồ, gì? SCP là có phải là mấy cái con quái vật mà giả tưởng không mọi người? Đúng rồi. Ủa? Mà tôi cho SCP đâu có thật đâu. Rõ ràng chỉ là chuyện hư cấu xảy ra thôi mà. Làm sao mà có thể được? Ừ đúng rồi, Sam nói đúng là làm gì có SCP trên đời này đúng không bạn? Ơ nhưng mà khoan, nếu như mà không có SCP trên đời này tại sao dân làng biến mất hết? Đó mới là vấn đề á. Đi chơi du lịch rồi, mình cứ nghĩ vậy đi. Chạy đi mọi người ơi, chạy đi. Ủa? Chạy ơi. Ủa? Cái này cá chắc là có SCP thiệt á, chứ không có giả đâu. Ủa? Mọi người dân làng á, mọi người dân làng đã bị SCP ăn thịt hết rồi, mình cá chắc điều đó luôn á. Chạy đi mọi người ơi. Sợ quá à. Làm sao chứ đợi tụi tôi ơi. Nè, chạy đi mọi người ơi. Trời ơi, sợ quá. SCP rồi, ngôi làng này đã không có ai, còn có SCP nữa à. Ôi, cái gì vậy? Oh my god. Cái gì mà ở ngoài biển quá trời cá mập luôn vậy. Ui, Sim Sam, lui lại, coi chừng cá mập tấn công bây giờ. Trời ơi, cái bà Simmy này cá mập nó nhảy lên trên bờ rồi ăn thịt bà còn ra ngoài đó mà đứng trên ăn thịt bà hay gì vậy hả? Ôi trời. Ủa Phong, nãy tôi đâu có thấy cá mập nhiều này đâu, là sao vậy? Chuyện gì xảy ra trong cái đảo này vậy? Trời ơi, tôi không biết nữa, nhưng mà cái hòn đảo này giống như là bị ma ám gì đó. Nào là ngôi làng không có người sống mà còn có SCP, rồi về biển thì biển quá trời cá mập luôn, nguy hiểm dữ vậy trời. Nhưng mà hình như bọn nó đang cố gắng leo lên bờ để ăn thịt bọn mình hay sao kìa. Trời ơi trời, mấy con quái vật ở đây hung dữ quá. Trời ơi, từ quái vật cho đến động vật con nào cũng hung dữ hết. Bây giờ
bây giờ làm gì á, tôi cũng không biết nữa. Tôi sợ quá. Mình cá tập luôn bạn ơi, nó ngẫm mất kìa. Ơi khoan thử mọi người, bây giờ tôi nói mọi người nghe nè, bây giờ bọn mình có muốn quay về cũng không được á, bọn mình ở trên hòn đảo này thì quá nguy hiểm, mà muốn quay về á thì bọn mình phải ra lại ngoài biển, mà nếu như bọn mình ra lại ngoài biển có thể bọn mình sẽ tiếp tục bị kẹt ở ngoài biển thêm một lần nữa, thì bọn mình sẽ bị lạc ở đó, bọn mình sẽ không có thức ăn, không có nước uống, rồi thì bọn mình cũng sẽ không thể nào quay trở về làng được. Thay vì vậy cho nên bây giờ á, tôi nghĩ rằng chúng ta nên sống ở đây một thời gian để tìm cách liên lạc được với anh Dịch, gọi anh Dịch tới đây giải cứu bọn mình. Mọi người thấy sao? Hả? Sống ở đây hả? Nhưng mà đúng không rồi. Chắc không, tại vì cái đạo của SCP đó, cẩn thận SCP ăn thịt ông thì sao? Chỗ này cũng nguy hiểm hơn ngoài kia gấp ngàn lần. Tôi biết là hòn đảo này có SCP, nhưng mà bây giờ bọn mình không ở đây á, bọn mình mà về lại ngoài biển á, bọn mình còn gặp nguy hiểm hơn nữa đó. Biết được là bọn mình có quay về được thêm một cái hòn đảo nào nữa hay không, hay là bọn mình sẽ tiếp tục bị lạc ở ngoài biển mà không có thức ăn, không có nước uống, đúng không? Chắc vậy quá Thôi được rồi, bây giờ tôi nghĩ thế này nè, bây giờ chúng ta ra ngoài kia, có mấy con cá mập hình như là bọn nó leo lên bờ xong bọn nó bị đuối sức, bọn nó ngất kìa. Bây giờ bọn mình lấy thịt của bọn nó đem về đi để còn có thức ăn, được không? Cái gì nữa, thịt cá mập, trời ơi, tôi không ăn thịt cá mập. Cái gì, ăn thịt cá mập chứ, what? Cái gì? Không được ăn thịt cá mập là bạn, không phải thức ăn nghe chưa? Trời ơi, tôi nói mấy người nghe nè, bây giờ mấy người coi cá mập là bạn không phải thức ăn, nhưng mà cá mập nó đang coi mấy người là thức ăn đó, bây giờ mấy người không ăn nó cũng ăn mấy người à, đúng không cay? Ui, bây giờ á, tôi nói rồi á, bây giờ mấy người có ăn không? Rồi, bây giờ nhất quyết là không ăn đúng không? Không vậy. Có ăn không? Không. Không, không. Trời ơi, mọi người ơi, tại sao mọi người ác quá vậy? Trời ơi là trời. Con heo nó dễ thương như vậy mà tại sao mọi người lại muốn ăn thịt nó? Thả con heo xuống nhanh lên. Làm thịt con heo mọi người ơi. Nè nha, cái gì cây vậy? Thịt heo này là tôi kiếm được nha. Con heo ăn được mà. Nghĩ sao vậy? Thịt heo ai ăn chả được đúng không? Ủa? Nhưng mà hồi nãy tôi hỏi mọi người ăn thịt cá mập không, mọi người không chịu ăn, mà tại sao bây giờ mọi người ăn thịt heo? Mọi người thấy con heo dễ thương không hả? Trời, nghĩ sao vậy? Cá mập là linh thú của tôi, là nhân người bạn đáng yêu của tôi đó. Thế cho nên là không ăn được con heo nè. Thế cho ăn được mà, heo là nhưng, ai ăn chắc được. Nhưng mà tôi, mặc dù tôi biết linh vật của tôi là cá heo chứ không phải con heo, nhưng mà nó cũng có chữ heo trong đó rồi. Với lại con heo dễ thương như thế này mà mọi người ăn thịt nó, mọi người biết vậy là ác lắm không? Ngon lắm bà ơi. Không, không. Cái bà ơi, bình tĩnh nha, tôi hỏi Phong cần câu nè. Ông có ăn không? Tôi nhất quyết, tôi không bao giờ ăn thịt heo. Ngọng, trời ngon ghê luôn á mấy bạn ơi, ngon ghê luôn á. Tôi á, từ trước giờ á, tôi ít ăn thịt heo lắm, mà hôm nay tự nhiên bị lạc ở trên hòn đảo này xong ăn thịt heo ấy ngon ghê á, ngọng ngon ngang đúng không? Tự nhiên thấy nó ngon ngon á, tính ra ăn cũng được. Ngọng ngon mà. Nhưng mà tôi thấy tội nghiệp cho bạn heo quá. Ngọng ngon. Miệng này nó là tội nghiệp xong mới muốn ăn là sao vậy Phong Thắng? Cho bạn thêm tí cỏ nè, đó ăn thêm tí cỏ vô cho nó có chất xơ. Trời ơi, tào lao. Cái gì đâu. Ngầm, ngon quá. Ngon, dễ sợ lắm. Khoan, từ. Mọi người. Ừ? Mọi người có nghe hay cái tiếng gì không? Có. Ui, tiếng gì vậy? Nghe. Ai kêu thấy ghê vậy? Tôi nghe cái tiếng có con gì mà nó cứ kiểu la lên. Là tôi nghe đáng sợ quá. Ủa, cái tiếng đó đâu vậy ta? Ủa? Ui, không, có khi nào có người nào ra gặp nạn không? Ừ, cũng có thể á, nhưng mà cái tiếng nó đang phát ra từ đâu vậy? Ôi, mẹ ơi. Ôi, mọi người, mọi người nhìn kìa. Ở trên nóc nhà nó có cái con gì kìa mọi người. Ủa, nó làm gì vậy? Ê, khoan, có khi nào cái con đó chính là con SCP không mọi người? Ủa, nó đang làm gì kìa? Nó giơ tay làm gì vậy? Hình như cái con SCP này là tôi có nghe về nó hay sao á. Nó là một con SCP mà khi mọi người nhìn thẳng vào mặt nó sẽ cảm thấy xấu hổ và sau đó nó sẽ đi tiêu diệt tất cả mọi người. Cái mặt nó đi. Oh my god. Ủa, nó đâu biến mất rồi? Ủa?
Cái gì vậy? Ôi mọi người, nó sau lưng mình kìa. Ơi mọi người ơi, bây giờ chúng ta nên làm gì bây giờ? Trời ơi mấy bạn ơi, thật sự rất là kinh khủng luôn á. Bọn mình tưởng rằng là mấy con SCP nó chỉ xuất hiện vào buổi tối thôi, ai dè đâu, nó đúng thật là có trong ngôi làng này các bạn ơi. Chỉ trong vòng vài giây thôi bọn nó đã tiêu diệt bọn mình hết trơn luôn. Trời, bây giờ bọn mình phải ra khỏi ngôi làng luôn, bọn mình không dám quay lại ngôi làng luôn các bạn ơi. Ơi chết rồi. Ê mọi người, bây giờ tôi nói mọi người nghe nè, tôi nghĩ rằng là từ nay chúng ta sẽ không thể nào mà có thể quay trở về làng Hero Team được nữa đâu. Ra ngoài biển. Ông ra nói ngoài gì vậy? Tại vì là như thế này nè, ra ngoài biển thì cũng không được, mà sống ở đây cũng không được. Bọn SCP lúc nào cũng xung quanh ở chỗ này hết. Con này là con đầu tiên, còn mấy con khác thì nhìn nó sẽ kinh dị cỡ nào nữa, mọi người hiểu không? Đâu bạn ơi, bạn không được mất niềm tin như vậy. Trời, chúng ta phải có niềm tin chứ. Nói có niềm tin tìm cách chứ. Tôi cũng có niềm tin, tôi cũng muốn quay trở về làng để gặp lại Dịch, gặp lại Siro, gặp lại Camui, gặp lại Mimi lắm chứ. Nhưng mà bây giờ bọn mình biết phải làm gì đây? Ôi trời ơi, bây giờ biết phải làm sao đây trời. Bây giờ tôi muốn ở đây đâu. Tôi cũng vậy, tôi sợ lắm, tôi muốn về nhà không mọi người. Bây giờ phải làm sao đây trời. Bây giờ mình cũng không thể nào mà có thể quay trở về được lại làng Hero Team. Mà nếu ở trong cái hòn đảo này thì sẽ rất là nguy hiểm. Thôi được rồi, mình đã có cách. Hey, Kai, Sam, Sim, tôi đã có cách rồi. Bây giờ á, chúng ta không thể nào mà ngồi im nhìn bọn SCP này tiêu diệt chúng ta và khiến chúng ta bị mắc kẹt ở cái hòn đảo này vĩnh viễn được. Chúng ta phải bùng lên. Từ bây giờ chúng ta sẽ tập hợp thành một đội và chúng ta sẽ cùng nhau tiêu diệt hết bọn SCP trên hòn đảo này để có thể quay trở về làng Hero Team. Đó là cách duy nhất. Mọi người có đồng ý không? Hả? Gì? Trở thành một đội tiêu diệt SCP hả? Ủa? Đúng vậy. Nhưng tụi mà tụi mình đâu có mạnh gì đâu. Với tụi mình là con nít vậy, tụi mình tiêu diệt SCP hả? Trời ơi, mặc dù bọn mình là con người nhưng mà bọn mình vẫn có sức mạnh mà. Người ta đã nói rồi, có công mài sắt có ngày nên kim. Chúng ta là ai? Chúng ta là Hero Team, là siêu anh hùng chứ không phải là cái bọn tầm xàm, hiểu không? Cho nên chúng ta cần phải cố gắng hơn để vượt qua được cái nỗi sợ chúng ta tiêu diệt hết bọn SCP này. Mọi người đúng không? Mọi người thấy đúng không? Hợp lý. Mình đúng không các bạn? Trời ơi, dù gì bây giờ chúng ta cũng ở trên cái đảo này rồi. Bây giờ thay vì chạy trốn thì bây giờ mình phải đối diện thôi. Mình phải tiêu diệt tụi nó. Đúng vậy, chúng ta phải đối diện với bọn chúng. Chúng ta phải vượt qua nỗi sợ. Các bạn đồng ý không? Đồng ý. Được rồi. Vậy thì bây giờ nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta đó chính là phải tiêu diệt con SCP màu trắng hồi nãy. Cùng nhau bắt tay, chúng ta sẽ cùng nhau xây bẫy để tiêu diệt bọn nó. Mọi người giơ tay ra đồng lòng nào. Rồi. Ok. Ok, để tôi giơ tay ra nè. Đó, chúng ta cùng nhau đồng lòng nhất quyết sẽ tiêu diệt hết bọn SCP trên hòn đảo này. Cố lên. Rồi, ok bạn ơi. Và sau một tiếng đồng hồ suy nghĩ, bây giờ bọn mình đã cùng nhau gọi là đi kiếm nguyên liệu để chế tạo cái bẫy tiêu diệt con SCP này rồi. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái bẫy như thế nào nha. Thôi rồi, bây giờ mọi người đã kiếm được những cái vật phẩm mà tôi nói mọi người chưa? Đây, tôi kiếm được đá đỏ nè. Đá đỏ, rồi ok, Simi kiếm được gỗ chưa? Đây, tôi kiếm được đúng gỗ cho ông. Rồi, gỗ nè, còn Kairon, Kairon đã chế tạo được bích thôn chưa? Đây, mình kiếm bích thôn nè, đó. Ok, rồi, cảm ơn Kai, hay quá. Đây chính là những vật phẩm mà bọn mình sẽ sử dụng để chế tạo cái bẫy tiêu diệt cái con quái vật SCP màu trắng kia mấy bạn ơi. À, nói là tiêu diệt vậy thôi, thật ra là không tiêu diệt được nha các bạn nha. Bọn mình chưa có cách để tiêu diệt, bọn mình chỉ có cách để bắt nó lại thôi. Đó, mà nói là tiêu diệt cho nó ngầu. Ok, rồi, bây giờ mọi người coi tài năng của Phong nè. Phong không có góp sức cho mọi người đi kiếm vật liệu thì Phong sẽ góp sức bằng trí thông minh của Phong. Rồi, bây giờ mọi người phụ Phong, chúng ta cùng nhau đào cái này thành một cái hình vuông đi. Một cái hình vuông đi. Đào đây này. Ok luôn. Đào ra. Đó, động ra xíu, động ra xíu. Ok. Ê, đào hình vuông mà sao đào hình chữ nhật vậy? Đào hình vuông. Ok. Đây hình vuông nè đó, vừa đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Bây giờ á mọi người coi Phong nè, Phong hướng dẫn cho mọi người cách để có thể xây một cái bẫy để có thể bắt những con SCP này lại các bạn ạ. À. Ok. Bây giờ á, trước tiên chúng ta sẽ để những cái bít tông vào đây. À, để vào trong như thế này. Để vào trong. Đó. Rồi ok. Và tiếp theo nữa, chúng ta sẽ đập cái block ở bên dưới này ra. Đập ra. Đấy, mọi người đập phụ không vậy? Ok. Đó. Đập cái bên dưới của cái cục bê tông nữa. Ok, đập ra. Đập ra. Đó.
Mọi người có biết Phong đang tính xây cái bẫy gì không? Mấy bạn fan xem mà nhớ bình luận cho bẫy, Phong biết nha. Bẫy hố ấy gì vậy? Đúng rồi đó. Gì bẫy hố? Trời, cái gì bẫy hố? Không phải. Bẫy hố là bẫy gì? Đây à, coi Phong nè, mình sẽ đặt đá đỏ xuống dưới đây. À, đặt xuống. Rồi đó, sau đó đặt ra ngoài đây luôn. À, rồi, ủa, ok. Muốn đặt nhiều đá đỏ vậy? Ê, rồi, nhảy lên nè, ok. Tiếp theo nữa, chúng ta sẽ sử dụng gỗ. Mình sẽ bỏ gỗ trong đây chế tạo thành block gỗ nè. Sau đó sẽ đặt lên trên đây như thế này. Đó, trời ơi, rồi xong lộn rồi. Đập. Ok, đây. Rồi, ok. Rồi, sau đó mình sẽ chế tạo cho mình cái này, người ta gọi là ván gỗ nha các bạn nha. Chế tạo ván gỗ nè. Đó, rồi chúng ta sẽ đặt ván gỗ lên trên đây. Đó, đặt lên. Rồi, cái rên, từ, để xíu, còn thiếu một cái. Rồi, cái rên, bạn bước lên thử đi. Ủa sao kỳ vậy, sao bước mình bước lên thử? Bạn cứ bước lên thử đi, yên tâm đi, không có nguy hiểm đâu. À, lo gì? À. Ủa, hay vậy? Hay không? Ủa. Nhưng mà khoan, cái con SCP nó có thể nhảy ra ngoài được. Cai thử nhảy ra ngoài coi. Đó, đúng rồi, có thể nhảy ra ngoài được. Cho nên chúng ta cần phải chế tạo thêm một thứ nữa. Đây coi Phong nè, Phong sẽ làm cho Phong một cái bàn chế tạo. Rồi đó, sau đó Phong sẽ bỏ cái gì ta, que gỗ vào đây, chế tạo thành cái que nè. Sau đó chế tạo thành block gỗ, hàng rào, ok. Chế tạo thành block hàng rào nè. Rồi sau đó mình sẽ đặt lên trên đây. Mọi người biết đây Phong làm gì không? Không. Phong sẽ làm một cái máy để gọi là chặn con SCP không cho nó nhảy ra ngoài, hiểu không? Đó, đặt cái này nè. Đây, ta, bây giờ nha. Đó, để như thế này. Trời ơi, Phong thông minh mà. Rồi, bây giờ ông chùm Redstone. Trời ơi, ông chùm Redstone, Phong cận mà. Ây, trời ơi, ông chùm Redstone Hero Team nữa. Phong sẽ đặt lên trên đây như thế này. À, chặn lại. Chỉ có con người chúng ta có thể thoát được thôi. Còn mấy con SCP thì còn lâu mới có thể thoát ra ngoài được. Ồ, hay ta, trời. Ông làm hẳn cái mấy nhà cho nó ở luôn trời. Đúng rồi, tôi làm hẳn cái này có thể nói là một cái chuồng để mình gọi là nhốt con SCP lại á bạn. Cái này giống như kiểu cái chuồng. Tao không, cái này giống ngôi nhà, nó tưởng nó vô đi nghỉ ngơi là nó bị bắt bẫy chắc luôn. Đúng rồi, đây mình sẽ lắp lại nè. Đó rồi, ok, bây giờ cây lên chui thử nha cây. Đây, để mình chui vào thử cho bạn coi. Đó, rồi. Không thấy cái đường rồi, bạn coi. Luôn. Rồi, bây giờ bạn thử bạn nhảy ra ngoài giống hồi nãy, có nhảy được không? Không nhảy ra được luôn. Đúng rồi, đó. Và bây giờ thì Kairon nó bị nhốt vào trong đây. Đúng rồi bạn, đây đúng là ý của mình nè. Thật ra mình kêu Kairon vào trong đây để làm gì bạn biết không? Để làm mồi. Để làm mồi cho con SCP. Bạn bắt mình làm mồi cho cái con SCP hả? Trời ơi. Có hai con mồi luôn. Yeah, hay quá, SCP tự vô luôn. Làm gì vậy? Trời ơi trời, tôi khổ quá trời luôn em, dễ sợ. Không được đâu, không được đâu. Trời ơi, bây giờ mình nói bạn nghe nè. Con SCP á thì nó rất là thông minh, cho nên nó không phải tự nhiên mà nó chui vô đây đâu. Chúng ta cần phải có một người làm mồi để gọi là cho con SCP chạy vô, mọi người hiểu không? Cho nên cái đó nè. Ủa mà từ từ Phong ơi, lỡ con SCP ăn thịt Phong luôn thì sao? Ăn thịt cay luôn thì sao? Lỡ làm sao? Đi. Kairon không thể nào bị ăn thịt được đâu. Bởi vì á là tôi có một thứ này cho Kai nè. Đây tôi mới kiếm được, đây coi nè nha. Đây, đây chính là vật tổ trường sinh. Hồi nãy Phong mới giờ kiếm được ở trong nhà đó. Nè Kai, bây giờ Kai cầm cái này đi. Cái vật tổ trường sinh này á. Cái gì á Kai? Trời ơi, nhảy 101 lần cái đầu sắp chép luôn. Hồi nãy giờ bạn bắt mình nhảy, giờ cái đầu mình xịp lép rồi bạn ơi. Trời ơi, bạn nhảy chi, bạn đứng im là được rồi. Bây giờ Kairon, bạn hãy cầm cái vật tổ trường sinh ở trên tay. Nếu như con SCP tấn công Kairon á, thì Kairon thì sẽ sử dụng cái vật tổ trường sinh đó thì sẽ không bị bị nó tiêu diệt, hiểu không? Sau đó bạn hãy TP cho mình, hiểu không? Số cà, được. Ok, rồi được rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau chờ con SCP đó tới hay nào? Đi trốn thôi mọi người. Thôi. Hả? Mình lại đây mình đưa tài khoản YouTube của mình nè. Để làm gì? Có gì về làm video giúp mình nha. Mình sợ là mình đăng xuất luôn á. Không có đâu. Yên tâm đi, mình sẽ bảo vệ bạn mà. Yên tâm đi coi. Ok. Đi trốn mọi người, đi trốn, đi trốn. Xem ơi. Xem. Tôi đi trốn nè, tôi đi trốn. Tôi muốn. Trời ơi. Ok lần cuối à. Trời ơi, cơm chó đồ nữa. Ok, núp. Đâu xa vậy? Đâu đây nè. Coi ơi, cẩn thận nha coi. À quên mất, trời ơi, từ nãy giờ mình quên mất. Còn cái này quên đưa cho Kai nè. Kai ơi, cái cắm này nè. Một tí nữa. Ủa vậy vậy? Một tí nữa con SCP nó mà vừa lao cho người Kai cái nó bị dính cái bẫy đó, là Kai dùng cái cục này Kai chọi ra ngoài nha. Enderby hả? Đúng trời rồi ơi, không biết mình có làm được không đó. Yên tâm đi, bạn sẽ làm được mà. Mình tin bạn, còn nếu bạn không làm được thì bạn chịu. Chứ bọn mình có bị gì đâu đó. Ok. Đúng rồi, Kai bị sạch khói rồi chứ sao Kai. Rồi, bây giờ bây giờ bọn mình sẽ đứng ở đây để một tí nữa con SCP sẽ tới nha bạn nha. Ok. Các bạn đón xem quay Kai có bị ăn thịt không được trên comment nha. Nhớ comment cho các bạn nghĩ là Kairon có bị đăng xuất không nha các bạn nha. Let's go.
Yasumi tới rồi kìa. Oh my god. Yeah, nó nhìn thấy Kai rồi, nó nhìn thấy Kai rồi. Kai, cử động xíu cho thấy mày đi Kai. Kai. Đúng rồi, dụ nó đi. Yên tâm đi. Cố lấy Kai ơi. Không sao đâu Kai ơi, yên tâm đi. Mình sẽ bảo vệ cho bạn mà. Còn SCP hiện tại nó đang gồng lên kìa bạn ơi. Rồi, chuẩn bị rồi. Ui, nó la chụp Kai kìa. Hay quá. Hay quá Kai ơi. Trời ơi, con SCP ngu ngốc. Bây giờ nó bị kẹt ở trong Kai rồi. Nó không ra ngoài được nữa đâu. Mấy bạn ơi, thấy mình không mình chưa? Nó cay quá của nó đi. Quýnh nó nè mọi người. Ôi nó che mặt rồi kìa. Khóc nó kìa, nó khóc nhẹ tiếp kìa. Hình như nó đang che mặt lại để chuẩn bị để tấn công theo một người nữa sao á. Quýnh nó nè mọi người, quýnh nó. Để xem quay nó quýnh tấn công này coi tấn công ai. Quýnh nó. Ui, cái tiếng nghe ghê quá. Ghê quá. Oh my god, cái tiếng nghe ghê thật sự luôn á. Định tấn công ai vậy? Yên tâm đi, nó không tấn công được ai đâu, tại vì nó bị nhốt trong cái bẫy rồi. Ôi mọi người, nay nhức đầu quá mọi người ơi. Mình có thấy sợ sợ, cái tiếng nó nghe ghê quá à. Ôi. Ủa này. Nó kêu xong rồi chứ. Nó la cho cố xong mới đứng im. Nó la cho cố xong đứng im. Tôi tưởng là làm gì ghê lắm. Hỏi ra tào lao nè. Tào lao. Yes mày. Ok bạn ơi. Vậy là coi như bọn mình đã bắt được con SCP đầu tiên rồi nè. Bây giờ á, bọn mình sẽ cùng nhau xây nhà ở trên hòn đảo này. Sau đó chế tạo những cái chuồng để gọi là bắt nhốt những con SCP bỏ trong chuồng rồi nha các bạn nha. Con này sẽ là con đầu tiên. Không ơi. Cái gì vậy Sam? Cái gì vậy Sam? Giờ sao không ơi? Bây giờ sao á? Đợi phóng xíu. Nhảy lên đây. Này Sam ơi, bây giờ á Sam Sam leo đây phòng mới nè, leo đây. Cô lét tôi không á. Nhảy lên. Không nhảy nè. À đây. Từ. Bắn tường lên, bắn tường lên. Đây. Cố lên. Ok rồi. Mày quá trời. Khổ thiệt sự với bà Sam luôn bạn ơi. Ok, vậy là coi như trong tập này bọn mình đã cùng nhau bắt được một con SCP đầu tiên rồi các bạn ạ. Thì mấy bạn thấy rằng là cái bẫy của mình xây ra có hay hay không? Và các bạn có muốn bọn mình sẽ tiếp tục bắt thêm những con SCP khác nữa hay không? Hãy nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là bọn mình sẽ cùng nhau sinh tồn ở trên đảo, xây nhà và chế tạo thêm nhiều bẫy để bắt thêm những con SCP khác nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Nhớ là hãy nhấn nút like video này để mình có thể làm thêm những video tập mới cho các bạn xem hay hơn nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye. Hello team.